Hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2023, thứ sáu tuần thứ nhất mùa vọng năm B, lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trích sách sáng thế, Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng, Ngươi đang ở đâu? Ông đã thưa, con nghe thấy tiếng ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn nấp chúa phán bảo ông rằng ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm ngươi không được ăn ư adam thưa lại người phụ nữ chúa đã cho làm bạn với con chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn và thiên chúa phán bảo người phụ nữ rằng tại sao ngươi đã làm điều đó người phụ nữ thưa con rắn đã lừa dấu con và con đã ăn thiên chúa phán bảo con rắn bởi mi đã làm điều đó mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muôn thú địa cầu mi sẽ bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ giữa miêu diện mi và miêu diện người đó người miêu diện đó sẽ đạp nát đầu mi còn mi thì sẽ rình cắn gốc chân người và Adam đã gọi tên mình là Eva vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Hãy ca tùng Chúa một bài ca mới vì người đã làm nên những điều huyền diệu. Hãy ca tùng Chúa một bài ca mới vì người đã làm nên những điều huyền diêu Tay hữu người đã tạo cho người cuộc chiến thắng Cùng với cánh tay thanh thiện của người Hãy ca Tổng Chúa một bài ca mới Vì người đã làm nên những điều huyền diêu Chúa đã công bố ơn cứu độ của người Trước mặt chư dân, người tỏ ra đức công minh người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sung ái nhà Israel. Hay ca tùng chua một bài ca mới vì người đã làm nên những điều huyền diệu. Khắp cùng bờ cõi tre đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hay gieo mừng chúa hay hoan hỷ mừng vui và đàn ca. Hai ca tụng chúa một bài ca mới vì người đã làm nên những điều huyền diệu. Trích thư thánh bao lô tông đồ gửi tín hữu epheso anh em thân mến chúc tụng thiên chúa và là cha của chúa giêsu kitô chúa chúng ta người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiên liêng ở trên trời trong đức kitô bởi người đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt người. Trong tình thương, người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với người qua Đức Giêsu Kitô theo như ý người sẽ định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của người, ân sủng mà người ban tặng chúng ta trong con yêu quý của người. Cũng trong Đức Kitô chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trình thiền định của Đấng Tác Thành mọi sự theo như ý mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang người. Chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Đức Kitô Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia kính chào trinh nữ Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng trinh nữ Trinh nữ có phúc hơn các người nữ Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Lạy Chúa vinh danh Chúa Khi ấy Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth đến với một trinh nữ đã đến hôn với một người tên là Yusha, thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria, thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng, Kính chào trinh nữ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn các người nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa, Maria đừng sợ vì đã được ơn nghĩa với Chúa này chính nữ sẽ thụ thai hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao Thiên Chúa sẽ ban cho người ngô báo David tổ phụ người người sẽ kế trị đời đời trong nhà Cốt và triều đại người sẽ vô tận nhưng Maria liền thưa với thiên thần việc đó sẽ đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam thiên thần thưa Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị ở trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già. Và nay đã được và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là song sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa, Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền và thiên thần cáo biệt trên nữ. Đô là lời Chúa, Lạy Chúa Kỳ Tô ngợi khen Chúa. Tuyệt tác của Thiên Chúa Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói Mừng vui lên, hỡi đắng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng bà Luca chương 1 câu 28 Suy niệm Vài bước thưởng lãm các tác phẩm gốm nghệ thuật của các nghệ nhân tại làng gốm cổ truyền Phù Lãng, Bắc Ninh Người ta không khỏi ngạc nhiên về sự kết hợp độc đáo giữa thần trí và đất xét Trong tay nghệ nhân, đất xét được nhào quyện với thần trí Gián dấp tầm thường, vô hồn, trở nên sinh động Và thể hiện được mình bằng một thứ ngôn ngữ mới Công đồng Vaticano thứ hai khi diễn tả tín điều Đức Maria được tràn đầy thánh thiện từ lúc mới thụ thai đã lấy lại hình ảnh nhào nặng và tác thành của ngày sáng thế được các giáo phụ dùng để xác tín rằng mẹ không vương nhiễm một tội nào như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần nhào nặng và tác thành. Bụi tro không còn là bụi tro nhưng được trở nên khanh tướng. Nữ tỳ không còn là phận nhỏ nhưng được trở nên diễm phúc quyền thế trong bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa. Mẹ Maria trở thành tuyệt tác tình yêu của Ngài. Mời bạn, mẹ nhận ra ngay Thiên Chúa can dự vào cuộc đời của mẹ với tất cả tình yêu, nên mẹ cất lời cảm tạ Thiên Chúa vừa bằng lời ca lẫn đời sống. Thiên Chúa can dự vào đời bạn, đặc biệt lúc lãnh nhận bí tích thánh tẩy Mẹ bạn có thường xuyên ngợi khen Ngài không? Bạn và gia đình bạn đã ngợi khen Chúa thế nào? Sống lời Chúa, sau khi rước lễ, bạn dành ít phút thanh lặng để cảm ơn Chúa cách sống sáng. Và bạn đọc kinh cảm ơn thật chậm rãi và sốt sắng Cầu nguyện Lại mẹ Maria, lòng con ước được cùng với mẹ cất lời cảm tạ Chúa. Xin giúp cho trọn cả cuộc sống con cách dệt nên bài ca tri ân Thiên Chúa. Amen. Tết suy niệm lời Chúa hàng ngày. Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương. Đời người có lẽ ai cũng có một lần trải qua một biến cố lớn trong lịch sử, thế giới hay dân tộc. Một ít cụ già hiện còn sống sót có lẽ đã trải qua một cuộc đại chiến thứ nhất. Nhiều người đã có thể chứng kiến những tàn phá khốc liệt của thời đệ nhị thế chiến cộng với nạn đói kinh hoàng ở Bắc Việt năm 1945 và đa số chúng ta đã trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến không biết bao nhiêu đổi thay bao nhiêu cuộc chiến trong nước cũng như tại các nước khác trong những năm gần đây thêm vào đó còn có biết bao nhiêu thiên tai và tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cho con người chiến tranh và sự so đỡ của con người có lẽ mang lại cho chúng ta cái cảm tưởng rằng sự dữ, tội ác đã lan tràn khắp cả mặt đất. Thế giới ngày nay không còn biết đến Thiên Chúa nữa. Cùng với tất cả, một đoàn người mà Đức Cố Giáo Hoàng Giao An 23 gọi là các tiên tri chuyên loan báo thảm họa. Có lẽ chúng ta chỉ nhìn vào thế giới bằng đôi mắt của bi quan, thất vọng chúng ta chỉ nhìn thấy thảm họa tăng tốc để rồi loan báo ngày tận cùng của thế giới như kề bên thế giới có tội lỗi đó thế giới có tàn thương đó thế giới có nhiều thảm họa đó nhưng chúng ta đừng quên rằng chương trình của thiên chúa đang được thực hiện dọc theo chiều dài của lịch sử nhân loại giữa hai thế cực một bên là sự sa ngã ở khởi đầu lịch sử mà một bên là ngày tận cùng của thế giới đã có cuộc nhập thể làm người của con Thiên Chúa, Ngài đã làm người ngay giữa lòng của một nhân loại tội lỗi của thời đại Ngài. Thế giới của chúng ta đầy rẫy tội lỗi, Thiên Chúa vẫn yêu thương thế giới ấy, thay vì chỉ nhìn thấy hận thù, bạo động và sa đọa dưới mọi hình thức. Chúng ta hãy cố đọc được những dấu chỉ của thời đại để thấy rằng Thiên Chúa vẫn luôn có mặt trong lịch sử con người thiên chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người mừng lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội hôm nay giáo hội cũng muốn lặp lại với chúng ta chân lý ấy thiên chúa đã yêu thương con người và không có gì thiên chúa không làm được thiên chúa đã tạo dựng mẹ và gìn giữ mẹ khỏi mọi tì vết của tội lỗi mẹ là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta mẹ là bình minh của nhân loại mới một nhân loại được Thiên Chúa cứu chuộc và ban cho sức mạnh để vươn lên không ngừng. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẹ với tất cả niềm kệ trong và lạc quan ấy. Qua mẹ, Thiên Chúa muốn tỏ bày tình yêu không hề lay chuyển của Ngài cho nhân loại. Và qua mẹ, Ngài cũng muốn chúng ta bước đi trong văn phục và yêu mến kệ trong. Thân phận yếu hèn của chúng ta được dạy bằng những bấp ngã và trỗi dậy không ngừng. Chúa ban cho chúng ta một người mẹ không tì vết, để chúng ta không ngừng ngước mắt nhìn lên Chúa ban cho chúng ta một người mẹ luôn thưa xin vâng giữa muôn ngàn đấng đau thử thách để chúng ta tiếp tục trỗi dậy sau những lần vấp ngã chúng ta hãy nhìn lên mẹ mẹ luôn có đó để giúp chúng ta khỏi vấp ngã và nếu chúng ta có vấp ngã mẹ sẽ để chúng ta dậy và giúp chúng ta tiếp tục thưa xin vâng với Chúa để chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu bài tích sách lẽ sống